Hôm nay tôi sẽ là quái vật sư tử John Joseph không đô biến thành 1 triệu đô. Cụ thể câu chuyện như thế nào? Xin mời các bạn cùng theo dõi. Đau bụng quá, đau bụng quá. Ra rồi, ra được một con rồi. Tiếp tục nào, tiếp tục nào. Vâng, chào các bạn. Và đây chính là tôi, một chú sư tử con vừa mới chào đời, không có giá trị gì cả. Con kia là mẹ của tôi. Tôi là đứa con đầu lòng của bà ấy, nhưng trong bà ấy vẫn muốn còn đẻ nữa. Đau quá, đau quá. Thật không may, bà ấy sau khi đẻ tôi mất rất nhiều máu và không thể nào tiếp tục đẻ được nữa. Bà ấy đã chết, còn tôi chính thức trở thành một con sư tử con mồ côi. Bây giờ tôi phải lang thang đi kiếm thức ăn một mình. Ủa, sao đằng này lại có những miếng thịt ngon và tươi thế này? Đã quá, đã quá. Chưa hết, sau khi tôi ăn mỗi miếng thịt tươi thì tôi lại được cộng thêm 2 đô nữa. Thật là kỳ quái. Chết tiệt, có cái gì mà kỳ quái? Những miếng thịt tươi đó ta đã bỏ tiền 2 đô một miếng để mua ra làm cái bẫy này dụ ngươi tới đó. Chịu chết đi. Ủa, kia là sinh vật gì vậy? Hả? Hắn đang làm cái gì với mình thế này? Hả? Đau quá, đau quá. Tất nhiên là mày cảm thấy đau rồi. Tao đang muốn bắt mày đó. Thì ra những miếng thịt tươi đó lại là một cái bẫy. Sau đó tôi cũng mở mắt tỉnh lại thì thấy mình ở một nơi rất xa lạ, một không gian chật hẹp. Tôi không thể nào di chuyển tự do như trước đây được. Tất nhiên là ngươi không di chuyển được rồi. Đây là những cái chuồng trong sở thú của loài người. Bọn chúng muốn bắt tất cả chúng ta về đây để sử dụng vào mục đích riêng của bọn chúng. Không, không, vậy thì tôi không muốn ở đây một tí nào nữa đâu. Này, đừng có dại dột mà chống cự. Hãy cố gắng sống, hãy ăn nhiều thức ăn của mình đi. Đợi cơ hội, rồi hãy thoát ra khỏi đây. Cuối cùng, tôi đã hiểu ra tất cả. Trời ơi, sao tôi ngây thơ dại dột thế? Nhưng những chú gấu kia nói rất đúng. Tôi phải sinh tồn, tôi phải sống tốt. Thế là tôi cũng nhanh chóng ăn tất cả những thức ăn là những con gà mà lũ con người đã thả vào chuồng của tôi. Và khi tôi ăn bọn chúng thì mỗi con gà này tôi nhận được giá trị là 5 đô. Cứ như thế, ngày qua ngày tôi đã sống suốt mấy tháng trong cái chuồng này và ăn toàn thịt gà. Thì người tôi nó cũng lớn thêm một tí tẹo. Đồng thời giá trị bản thân của tôi cũng đã đạt được 235 đô rồi. Tôi lại tiếp tục ăn. Nhưng cuối cùng, ngày đen đuổi nhất cuộc đời của tôi cũng đã đến. Một mũi tên gây mê đã bắn vào mông của tôi, khiến tôi say sẩm mặt mày và không còn thấy gì nữa. Nào, mau dậy đi, dậy tập luyện nào. Ồ, đây lại là ở đâu nữa vậy? Trời đất ơi, sao thấy lạ lắm quá. Hả? Thức ăn, cá. Mình rất thích ăn cá. Bữa giờ toàn ăn thịt không, mình ngán ngẩm lắm rồi. Ngon quá. Thì ra mấy con cá này cũng có giá là 10 đô nữa kìa các bạn à. Chết tiệt, mày đừng có lo ăn không. Mau tập luyện đi. Mau nhảy lên cho chúng tao coi nào. Gì thế này? Sao nhìn bọn chúng giống như tên thợ săn đã bắn mình vậy? Không lẽ lại là con người nữa à? Không, đau quá. Làm ơn đừng đánh tôi. Bọn tao đã tốn rất nhiều tiền để mua mày từ cái sở thú đó. Về đây để làm xiếc cho mọi người xem. Mày phải làm theo những gì bọn tao chỉ bảo. Nếu làm tốt, bọn tao sẽ cho mày ăn. Còn không, bọn tao sẽ đánh cho mày tới chết. Sự căm phẫn, tức giận khiến tôi nổi điên lên. Tôi đã lao tới những tên con người huấn luyện viên dạy thú này, cặn xe, tấn công bọn chúng. Sau đó, tôi thoát khỏi vòng quay, nhảy ra ngoài. Thì thật không ngờ, ở xung quanh cái rạp xiếc này bố trí toàn là lửa, khiến tôi bị thiêu đốt. Trời đất ơi, nó chỉ là một cái xác sư tử bị cháy đen thôi. Sao mà giá cao dữ vậy? Bớt tí đi. Tiến sĩ à, lúc chúng tôi mua nó ở sở thú là giá trên trời. Bây giờ không may để nó chết cháy, bán giá dưới thấp lắm rồi. Tiến sĩ đừng trả giá nữa. Ngày mai nhớ chuyển tiền cho tôi đó. Tôi đi đây. Thôi được rồi, cảm ơn anh đã đưa nó tới đây. Ngày mai tôi sẽ chuyển tiền đủ cho anh. Một cơ thể sư tử chết cháy, đúng như thứ mình cần. Được rồi, mau tiến hành thí nghiệm bơm cái thứ thuốc mà mình đã chiết xuất từ loại ký sinh ngoài hành tinh ra, để coi nó có thể khôi phục lại cơ thể của con sư tử này hay không. Tôi tưởng rằng mạng sống của tôi sẽ kết thúc,
nhưng bên phía rạp xiếc đã bán cơ thể tôi cho một phòng nghiên cứu bí ẩn nào đó. Và một tên tiến sĩ, hắn đã bơm một thứ thuốc vô cùng đắt tiền vào trong người của tôi, khiến giá trị của tôi tăng lên không ngừng nghỉ. Đồng thời lúc này tôi cảm thấy cơ thể mình co bóp và vô cùng đau đớn. Sau đó thì tim của tôi đã đập trở lại và người của tôi đã biến đổi hoàn toàn. Hay lắm, hay lắm, mình đã thành công rồi. Cuối cùng thứ thuốc chích xuất từ ký sinh trùng ngoài hành tinh có thể giúp cho sinh vật tái sinh lại. Hả? Sau khi bị biến đổi, tôi trở nên điên loạn. Nhìn thấy thứ gì nhúc nhích là tôi cắn xé không tha thứ đó. Kết quả, tên tiến sĩ đã tiêm thuốc tôi, hắn đã bị tôi giết chết. Tôi tung cửa và chạy ra khỏi phòng nghiên cứu này. Bảo vệ, phải bắt nó lại. Không để nó chạy thoát, nó là sản phẩm thí nghiệm của chúng ta. Chúng ta đã tốn rất nhiều tiền vào người của nó. Vừa ra ngoài, tôi đã thấy rất nhiều tên con người cầm súng, giống như tên thợ săn hồi đó bắn tôi vậy, nã liên tục vào cơ thể của tôi, khiến tôi càng căm phẫn. Tôi liền lao tới và nhai đầu bọn chúng. Tất cả tiền bạc, dòng vàng bọn chúng trên người đều bị tôi nuốt vào bụng. Nên mỗi khi tôi ăn một tên con người này, tôi lại nhận thêm được 300 đô. Cấp bao, không ổn rồi. Sản phẩm thí nghiệm của chúng ta thoát ra ngoài rồi. Mau, mau, dùng máy bay chiến đấu, mau đuổi theo nó hạ ngục nó đi. Càng chạy, lũ con người đó càng đuổi và bọn chúng quyết không tha cho tôi. Vậy thì tôi sẽ liều mạng chết chung với bọn chúng. Tôi quay đầu lại, lao tới những chiếc máy bay chiến đấu của lũ con người và cắn xé. Tuy nhiên, những chiếc máy bay đó đã bắn ra hàng chục quả tên lửa vô cùng mạnh mẽ, hủy diệt tất cả mọi thứ. Tôi rất đau đớn, lúc này da thịt của tôi trở nên bấy nhầy. Nhưng tôi vẫn còn sống. Không lẽ thứ thuốc kỳ dị mà tên tiến sĩ đã tiêm vào người của tôi là giúp tôi có khả năng như thế này hay sao? Chết tiệt, vậy tôi phải chớp lấy cơ hội giết chết những tên máy bay chiến đấu kia để kết thúc cuộc chiến này. Tôi lao tới bọn chúng, cắn xé và nuốt chửng luôn những chiếc máy bay đó. Thật không ngờ giá trị của những chiếc máy bay đó vô cùng cao. Cấp bao, không hay rồi. Sản phẩm thí nghiệm của chúng ta đã biến đổi sau khi nhận rất nhiều quả rong kem. Nó trở nên điên loạn, mạnh mẽ hơn. Hãy cẩn thận. Sau khi tiêu diệt sạch sẽ lũ máy bay chiến đấu của bọn con người đó, tôi mới nhận ra tôi là một con sư tử không bình thường. Tôi rất mạnh. Vậy thì tôi sẽ tiến thẳng vào thế giới của con người, tấn công và hủy diệt sạch bọn chúng, đồng thời phá hủy luôn cái sở thú để cứu muôn loài khác ra ngoài. Di chuyển một hồi, tôi cũng đến được thế giới của nhân loại. Lúc này tôi đã lao tới và cắn xé tất cả những tên nhân loại để cố gắng bảo vệ nơi này. Tất nhiên sau khi giết và ăn thịt bọn chúng, tôi nhận được một số tiền tương ứng. Cấp bao, không hay rồi. Còn quái vật tấn công thành phố nhân loại. Mau, tập trung quân lính chống trả lại nó, đồng thời sử dụng sản phẩm công nghệ cao của chúng ta. Tôi mặc kệ lũ con người gào thét la hét, tôi giết sạch đi tới đâu bọn chúng chết như ngã rạ. Nhưng cho tới khi tôi tiến vào trung tâm thì đột nhiên tôi thấy thứ gì đó rất to lớn. Thì ra đó chính là sản phẩm công nghệ cao mà con người đã chế tạo ra, một cỗ máy robot tự bảo vệ thành phố này. Chết tiệt, nhìn thấy là tôi thấy ghét rồi. Được lắm, tôi sẽ phá hủy luôn nó. Thứ quái vật chết tiệt kia, mày đúng là không biết tự lượng sức. To gan dám tấn công vào trung tâm này. Hãy nhận lấy sức mạnh của robot giá trị 500.000 đô của bọn ta. Gì chứ, con robot này có giá trị 500.000 đô à? Hay lắm, cơ thể của tôi cũng trị giá hơn 500.000 đô rồi. Bây giờ có thêm nó, tôi sẽ đạt hơn 1.000.000 đô la. Dài. Và cuối cùng chuyện gì đến cũng xảy ra, tôi cũng đã tiêu diệt con robot này và tiến thẳng tới khu sở thú để giải cứu mọi sinh vật khác. Đồng thời lúc này cơ thể của tôi đã đạt giá trị hơn 1.000.000 đô la. Vâng, đến đây là toàn bộ nội dung giải trí. Các bạn thấy như thế nào? Hãy để lại một like, một bình luận. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.